Xin chào anh chị, ngày cuối tuần nha. Hôm nay chủ nhật rồi, gần Tết rồi anh chị. Lên cho chị một chiếc xe 7 chỗ nè, cao ráo rất là thoải mái luôn. Ford Everest sản xuất 2018, đăng ký lần đầu 2019. Ô tô theo xe thì khoảng 39.900. Bên em đang bán với giá là 815 triệu, bao rút hồ sơ, xe thì một cầu nha anh chị. Như anh chị thấy này, về phần đầu để lên được cho mình cái mắt ga lăng nè, để đi nội thất ở bên trong thử xem xe đã có gì rồi nha. Nội thất ghế thì không tránh được sự hao mòn theo thời gian rồi nè. Có ghế chỉnh điện hai bên luôn. Nói chung là các nút bấm thì vẫn còn tương đối rõ cho mình nha. Ở đây cũng có cổng sạc nè. Nó cần số thì không tránh được sự hao mòn rồi. Học lực cá nhân đây. Bên hàng ghế phía sau. Ghế phía sau thì ngồi rất là thoải mái luôn. Có bệ đỡ tay nè, chỗ đựng ly nước cho mình nè. Cổng sạc này kia luôn. Lên được cái lót sàn cho mình rồi. Về phần sau xe thì cũng có cảm biến lùi, cam lùi. Xe thì bản titanium nâng cấp điện nha anh chị. Đây, khi mình gặp hàng cái hàng ghế phụ xuống nè, được rất là nhiều đồ luôn. Đó, xe thì biển số Sài Gòn, đồ nghề theo xe. Ở đây thì đây, nâng cấp điện xuống. Mâm lốp thì vẫn còn tương đối nha. Mâm thì mâm 20 in nè. Đó, rất là to luôn. Ngoại quan xe thì sẽ không tránh được mấy cái vết móc nhỏ 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 đấy nè. Đi đường đá dăng anh chị. Xe còn đăng kiểm tới tháng 6 2024. Đây là máy móc ở bên trong nè. Thì anh chị nào mà quan tâm tới cái chiếc xe Everest này thì ghé ngay tại cửa hàng Toàn Trung Gia Lai, địa chỉ 276 Nguyễn Tất Thành, hoặc là gọi ngay cho em Vy luôn 0928 325 679. Ngoài ra thì bên em vẫn hỗ trợ trao đổi xe bù trừ cho mình khi anh chị có nhu cầu lên đời xe nha, hoặc là giao xe trực tiếp tại nhà nếu mà anh chị không có thời gian ghé cửa hàng. Rồi em xin chào anh chị và hẹn anh chị ở những chiếc xe tiếp theo nha.